Xin chào cả nhà. Anh Sơn xin gửi lời chào trân trọng và yêu thương nhất tới đại gia đình đã luôn đồng hành, hỗ trợ, động viên, chia sẻ cho kênh Anh Sơn MCST với chủ đề âm nhạc và đời sống trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay thì nhân dịp ngày nghỉ cuối tuần thì gia đình anh Sơn có đi về khu du lịch Cứ Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Bây giờ anh Sơn xin mời cả nhà. Thưa cả nhà, sau hành trình kéo dài hơn 2 tiếng, gia đình mình cũng bắt đầu tới điểm du lịch Núi Bà Đen. Đây là con đường đang dẫn vào khu du lịch, vào cổng chính của khu du lịch. Bây giờ cả nhà mình bắt đầu đi lên mua vé vào cổng chính. Bốn vé cứ hỏi. Bốn vé người lớn cứ ngồi á. Các bạn biết không, đây là cổng chính của Núi Bà Đen đây. Và bây giờ gia đình mình chuẩn bị mua vé sắp treo rồi. Bây giờ chúng mình bắt đầu bước vào cổng chính. Các bạn biết không, với ngày chủ nhật bình thường như thế này mà lượng khách đổ về quá đông quá. Nếu như vào những ngày lễ, ngày hội chính thì lượng khách có lẽ còn đông tiếp hơn nữa. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng theo chân mình đi vào cổng chính để lên cáp treo nhé. Let's go. Cổng chính để đi lên cáp treo. Bây giờ là chúng ta bắt đầu phải xếp hàng. Đây là hình ảnh bà con xếp hàng để lên cáp treo. Mới tầm khoảng 9 giờ sáng mà lượng khách đổ về đã rất là đông. Đây là hệ thống cáp treo tại Tây Ninh. Hệ thống cáp treo lên chùa Bà Đen. Trượt cho nó thay đổi. Ghê chứ, kéo nhất bắn luôn. Đúng rồi. Tức là lên đỉnh là một đường cáp khác. Lên chùa một đường cáp. Nhà ga Tây Ninh có hai đường cáp, một đường lên đỉnh đỉnh núi, một đường lên chùa Bà, hai đường riêng biệt. Nếu chúng ta muốn lên chùa Bà xong lên đỉnh thì chúng ta lại phải xuống nhà ga mua vé để lên lần hai. Đây là hệ thống cáp treo mới của Tây Ninh. Sức chứa 10 khách trên mỗi cabin, giúp bạn rút ngắn lại chuyến hành trình chinh phục. Ra xa phía bên kia là hệ thống cáp treo cũ. Ngày xưa mình đi hệ thống cáp treo cũ. Trên chuyến hành trình kéo dài 5 phút đến với ba chùa hang thuộc. Khi xuống chúng ta có thể xuống bằng hệ thống bắn trượt để thay đổi không khí, cảm giác mạnh. Tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng hệ sinh thái giàu có chủ phú tại nơi đây. Sở hữu hệ thống đa dạng cùng những loài động vật quý hiếm như loài lặn, rơi, núi. Núi Bà Đen xứng đáng là điểm đến hấp dẫn trong chuyến hành trình tham quan nghiên cứu của du khách trong và ngoài nước. Và bây giờ chúng ta đã đặt chân tới đỉnh của chùa Bà.
nhân đây chưa được cao điểm, ta còn nhiều năm hồi nữa, các trở về bằng đồng hành. Alright, let's go. Đi em trai. Hết ga xuống. Gần về cuối
độ dốc không còn cao nữa nên là xe không chạy được tốc độ cao. Chạy qua máy ảnh đâu nữa. Đó là chụp ảnh không được không? I don't know picture. Đi qua cái máy ảnh. Đây nè, máy ảnh nè. Đây là chụp hình đi, dừng lại đi nè số. Dừng lại nha. Chụp chưa vậy? Chụp chưa? Đã đến nơi. Continue slowly to check in. Oh.